Dự đoán 2021 đại dịch toàn cầu mang tính hủy diệt, đây là cuộc quyết chiến giữa thiện và ác. Dưới góc nhìn của phần đông các nhà tiên tri thì năm 2021 vẫn là một năm đen tối. Đầu tiên, nhà tiên tri Jakubowski của Ba Lan, 2021 vẫn là một năm tồi tệ. Nhà tiên tri Krzysztof Jakubowski của Ba Lan với cặp mắt thiên lý nhãn, cho rằng, năm 2019 là một năm tương đối bình thường cuối cùng trên thế giới, năm 2020 thì những gì khủng khiếp trải qua, nhân loại đều đã chứng kiến cả rồi. Còn năm 2021 đối với toàn thế giới mà nói vẫn là một năm tồi tệ. Thứ hai, thần đồng Anand của Ấn Độ, dịch bệnh sẽ bùng phát một lần nữa hoặc sẽ có thảm họa nghiêm trọng khác. Thần đồng Abhigya Anand 14 tuổi của Ấn Độ trở nên nổi tiếng vì tiên tri chính xác về năm 2020 sẽ có dịch bệnh, chiến tranh, thị trường cổ phiếu toàn cầu giảm mạnh. Trong một video đăng tải vào tháng 4 năm 2020, Anand nói rằng, có bao nhiêu loại vaccine mới thì sẽ có bấy nhiêu loại virus mới xuất hiện, còn có cả siêu vi khuẩn, vì vậy sẽ có rất nhiều bệnh tật liên tiếp xảy đến. Khi có một loại vaccine được nghiên cứu ra, thiên nhiên sẽ phát tán ra 100 loại dịch bệnh khác, cho dù con người có nghiên cứu ra được một loại vaccine cũng không thể nào nghiên cứu ra được 100 loại vaccine trong cùng một lúc, và cũng không thể đoán được virus tiếp theo sẽ là cái gì. Điều mà mọi người cần làm là tăng cường khả năng miễn dịch cho chính mình, bởi vì là khả năng miễn dịch trong cơ thể của chúng ta đang chiến đấu với virus. Trong tháng 7, Anand nhắc lại rằng, vaccine không phải là phương án có thể giải quyết được tình hình dịch bệnh. Anand tiên tri rằng, vào ngày 20 tháng 12, sao Mộc và sao Thổ hoàn toàn trùng khớp, một trận thảm họa vô cùng nghiêm trọng sẽ xảy ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2020, sẽ kéo dài cho đến tận ngày 31 tháng 3 năm 2021. Đó có thể là dịch bệnh bùng phát một lần nữa, cũng có thể là một tai họa nghiêm trọng khác. Mà tất cả những điều này đều có xuất hiện dấu vết từ trước trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10. Sao lại trùng hợp như vậy? Thời gian xuất hiện virus biến thể Anh lần này sớm nhất là vào tháng 9 năm 2020. Và chính trong giai đoạn cuối năm 2020, các trường hợp mắc virus biến thể với tốc độ lây lan mạnh liên tục xuất hiện trên toàn thế giới. Hiện nay, từ những đoạn video được truyền từ Trung Quốc cho thấy rằng tình hình dịch bệnh đã vượt ngoài tầm kiểm soát tại một số khu vực, tình hình dịch bệnh của virus đột biến mới ở Mỹ cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, những hiện tượng này dường như đều đang chứng minh rằng lời tiên tri của Anand đang diễn ra. Đứng trước nguy cơ toàn cầu hiện nay, Anand đưa ra 7 phương pháp giải quyết, trong đó có một điều quan trọng nhất chính là lòng tín ngưỡng đối với Chúa. Cậu nói, sự xuất hiện của dịch bệnh là điều tất yếu trước sự thay đổi của các hiện tượng thiên văn, đây cũng là cộng nghiệp của toàn bộ nhân loại, con người cần có sự tỉnh giác từ bên trong nội tâm thì mới có thể tránh được tai họa này. Ngoài ra, Anand kêu gọi mọi người nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và không khí trong lành nhiều hơn, lan tỏa năng lượng tích cực giữ cho tinh thần khỏe mạnh, hòa hợp với thiên nhiên. Còn có một điểm rất thiết thực đó chính là trồng nhiều thực vật để tránh thực vật bị độc quyền trong tương lai. Anand từng nói trong buổi phỏng vấn vào tháng 9 năm 2020 rằng thế giới hiện nay xem những thứ vốn dĩ đúng đắn thành sai lầm, còn những thứ vốn dĩ là sai lầm thì được xem là đúng đắn. Con người cần phải duy hộ cho chân tướng, lẽ phải, sự thật cần phải vạch trần chân tướng. Anand nói rằng, cái gọi là giới tinh hoa chính trị rất có thể đang âm thầm lên kế hoạch cho một số chuyện tà ác nào đó, nếu như bọn họ làm như vậy, thì sẽ nhanh chóng nhận lại báo ứng, bởi vì đây là quy luật của tự nhiên. Mọi người nên dùng hết khả năng để làm việc tốt, làm chuyện có ích cho tất cả sự sống mà Thượng Đế đã tạo ra, nếu không sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. Nhà tiên tri người Mỹ Jim Dixon, thiện ác đại quyết chiến trong thời mạt kiếp. Nhà tiên tri người Mỹ Jim Dixon nổi tiếng vào thế kỷ 20 từng tiên tri chính xác rằng cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát, đại địa chấn Đường Sơn, cựu Thủ tướng Winston Churchill của nước Anh bị mất lợi thế trong cuộc bầu cử năm 1945, đến năm 1951 lại được bầu làm Thủ tướng lần nữa. Khi Jim Dixon còn sống, bà tiên tri rằng năm 2020 thế giới sẽ diễn ra sự kiện thiện ác đại quyết chiến của thời mạt kiếp, đây chính là thời khắc quyết chiến quyết liệt nhất giữa kẻ phản bội Chúa và những người tin Chúa. Lời tiên tri này trùng hợp với cuộc quyết chiến giữa thiện và ác trong thời kỳ mạt kiếp trước ngày phán xét cuối cùng được miêu tả trong Kinh Thánh, vận mệnh của nhân loại sẽ đối mặt với thử thách và sự lựa chọn trong trận đại quyết chiến Armageddon này. Jin nói rằng, trong trận quyết chiến giữa thiện và ác này, nhân gian sẽ phải trải qua một cuộc cách mạng tín ngưỡng và một nghi lễ rửa tội để phục hưng tín ngưỡng, cuối cùng tín ngưỡng được phục hưng, nhân loại kiên định tín ngưỡng thành tâm của mình đối với đấng cứu thế mà được sống lại lần nữa. Trận quyết chiến thiện ác này rất quyết liệt và đau khổ, bởi vì nó sẽ kéo dài rất lâu, nếu như mỗi một người đều có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đứng trước trận quyết chiến thiện ác này, thì thời gian đau khổ sẽ được rút ngắn lại.
Thời gian trước, một người bạn của Soan khuyên Soan rằng, khi đưa ra lựa chọn không được làm theo ý mình muốn, chuyện liên quan đến thị phi đúng sai, cần phải suy nghĩ cẩn trọng rồi mới làm. Xem xong những lời tiên tri của các nhà tiên tri này, Soan cảm thấy sau này thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc về lời khuyên của bạn mình. Nhà tiên tri Nostradamus nổi tiếng của Pháp, đại dịch toàn cầu năm 2021 mang tính hủy diệt hơn. Nhà tiên tri Nostradamus nổi tiếng của nước Pháp sống trong thế kỷ 16 cũng từng tiên tri về đại dịch toàn cầu lần này, và tiên tri rằng năm 2021 sẽ mang tính hủy diệt hơn nữa. Tác phẩm Các Thế Kỷ, do Nostradamus biên soạn viết rằng, sau khi nhân loại trải qua những rắc rối lớn hơn nữa đã được chuẩn bị xong rồi. Những người thúc đẩy vĩ đại sẽ làm đổi mới thời đại. Nước mưa, máu tanh, sữa bò, nạn đói, sắt thép và dịch bệnh. Nostradamus tiên tri rằng, không có bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi, vừa bắt đầu đã chết một nửa few young people, have death to give a start. Nostradamus là nhà tiên tri nổi tiếng của nước Pháp trong thế kỷ 16, hơn 400 năm trước đã tiên tri chính xác rất nhiều sự kiện lớn trong lịch sử, từ sự bùng phát chiến tranh thế giới đến sự ra đời của bom nguyên tử, Hitler lên nắm quyền cho đến vụ tấn công khủng bố tại Mỹ vào ngày 11 tháng 9. Liên quan đến năm 2021, Nostradamus còn nhắc đến virus zombie, nghe có vẻ rất đáng sợ. Hiện nay bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ tổn thương đến não, dẫn đến mất kiểm soát về tư duy, ý thức không tỉnh táo, cũng có thể cắn người. Phải chăng đây chính là virus zombie trong lời tiên tri của Nostradamus? Nhà tiên tri người Malaysia Dato' Anthony Cheng, dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2021. Nhà tiên tri Dato' Anthony Cheng nổi tiếng của Malaysia cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự, dịch bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2021, chỉ là hiện nay Âu Mỹ vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc cũng chắc chắn sẽ diễn biến trở lại. Ngoài ra, vaccine sẽ trở thành quả bom hạt nhân mạnh nhất chia cắt thế giới, những cạnh tranh giành vaccine sẽ được diễn ra ở khắp các nước, toàn bộ thế giới đều phải đề phòng những bất ổn xã hội được tạo ra từ nhân tính bị bóp méo của con người. Năm 2021 còn có thể sẽ xảy ra dịch bệnh ở động vật. Ngoài ra, Dato' Anthony Cheng tiên đoán rằng, năm 2021 có thể sẽ xảy ra tình trạng tê liệt hệ thống máy tính trên toàn thế giới, xuất hiện một loại virus máy tính thế kỷ. Dato' Anthony Cheng khuyên mọi người nên hạn chế tiết lộ những thông tin riêng tư quan trọng lên trên thế giới trực tiếp, cẩn thận những dữ liệu lưu ở trên đám mây công nghệ. Sau đó, Dato' Anthony Cheng còn nhìn lại những sự kiện lớn xảy ra vào năm Tân Sửu của 60, 120, 180 năm trước. Năm 1961, Trung Quốc bị nạn đói liên tiếp trong 3 năm, dẫn đến tổng cộng có 40 triệu người chết. Năm 1901, Trung Quốc cùng Liên quân 8 nước ký kết Hiệp ước Tân Sửu, thị trường chứng khoán ở phố Wall sụp đổ, giá cổ phiếu lần đầu tiên lao dốc trong thế kỷ 20. Tổng thống thứ 25 của Hoa Kỳ là William McKinley bị ám sát và tử vong tại New York. Năm Tân Sửu của 180 năm trước có các thảm họa như chiến tranh thuốc phiện. Nói rất nhiều về tiên tri liên quan đến năm 2021, chắc mọi người đều cảm thấy rất nặng nề. Cuối cùng, Soan muốn nhắc nhở mọi người rằng, mục đích của việc tiên tri là để mọi người có thể duy trì được sự cảnh giác, không trở nên hoang mang lo sợ vì tình hình dịch bệnh đột biến, mọi người vẫn nên duy trì cuộc sống bình thường. Dùng tâm thái tích cực để đối mặt với tất cả khó khăn, giữ gìn thiện niệm, bênh vực lẽ phải, nhìn rõ sự thật chân tướng, thế giới có thể sẽ thay đổi vì thiện niệm của chúng ta. Video đến đây cũng đã kết thúc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.